Thưa quý vị, khi mà hạm đội 7 của Hoa Kỳ đến Đà Nẵng cũng như là sự bàn giao của Hoa Kỳ đối với lại Cộng sản Việt Nam ngày càng một gần, thì đó cũng tạo nên cái sự băn khoăn và cái thái độ của người Việt tị nạn cộng sản ở tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới như thế nào. Chúng tôi tiếp xúc với lại ông Nguyễn Thành Trang, và anh là một trong những người cũng sinh hoạt rất là nhiều trong cái phong trào tranh đấu cho Việt Nam. Anh cho biết ý kiến của anh. Qua cái cuộc thăm viếng cũng họp vừa rồi của bà Bộ trưởng Ngoại giao á, Clinton tại Hà Nội, cũng như thấy nó, tóm lại mình thấy là cũng như bây giờ người Mỹ đó thì họ tuyên bố cái vùng biển Đông đó nó không phải là của Trung Quốc, mà tất cả mọi quốc gia đều có cái quyền trong cái biển Đông hết, chứ khác như gì Trung Quốc nói là cái biển Đông đó vùng đó là của Trung Quốc. Và người Mỹ cũng tuyên bố là họ sẽ không khoanh tay làm thinh để nhìn Trung Quốc muốn làm gì làm trên vùng biển Đông. Thì chúng ta thấy rằng cái câu nói đó có nghĩa là người Mỹ muốn xác nhận là họ sẵn sàng hợp tác Việt Nam để mà chống lại cái chính sách bá quyền Trung Quốc. Cũng như vừa rồi chúng ta thấy đó, cái trước mắt đó là cái hàng không mẫu hạm George Washington đã neo gần cái đảo Hoàng Sa. Thì ta hy vọng rằng trong tương lai đó thì vấn đề nhân quyền đó sẽ được chính phủ Hoa Kỳ đặt nào là với Việt Nam. Mà nếu Việt Nam mà nếu vẫn trong cái tình trạng mà vẫn đàn áp về nhân quyền, thì với cái sự vận động của dù Mỹ gốc Việt chúng ta đó, hiện giờ đó là muốn Việt Nam phải cải tổ nhân quyền, thả tù nhân chính trị, còn không thì những dân cử Việt Nam cũng như cộng đồng rồi người mà vô dòng chính Mỹ đó sẽ áp lực chính phủ Hoa Kỳ, sẽ đưa Việt Nam trở vào cái những nước mà cần quan tâm đặc biệt. Nói tóm lại, Việt Nam mà hiện tại nó có hai khuynh hướng. Một cái khuynh hướng đó thì cũng chống ông Hoàng Duy Hùng, coi như là người Mỹ gốc Việt, như là một dân cử của nghị viên của Houston trở về Việt Nam, thấy có một số người họ chống, nhưng cũng có một số người lại cũng vẫn ủng hộ. Như phần tôi đó thì tôi cũng thấy cái không đồng ý ông Hoàng Duy Hùng trở lại Việt Nam trong lúc này, vì cái vấn đề hiện giờ cũng chưa có ngã ngũ là chính phủ Việt Nam sẽ có cái chính sách rõ ràng về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Mà mình bây giờ trở về trong lúc này đó thì Cộng sản Việt Nam sẽ lấy cớ là họ đã có sự cởi mở về nhân quyền, nên ông Hoàng Duy Hùng từ một người chống cộng, ông đã từng vì Việt Nam chống cộng rồi bị ở tù, bị trở về thì họ lấy cớ đó thì họ lại tuyên truyền. Chắc chắn là trong tương lai rất là gần sẽ còn có nhiều biến chuyển ở tại Việt Nam, và nhất là vấn đề ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản như thế nào. Dẫu sao đi nữa thì người Việt tị nạn Cộng sản khắp nơi ở tại Hoa Kỳ vẫn giữ cái tinh thần tranh đấu dân chủ, nhân quyền, tự do cho Việt Nam. Có lẽ đó là một trong những cái nhìn đứng đắn. Thêm một trang nhật ký truyền hình.